các bác nha, nên giới thiệu với bác mấy mẫu xuồng composite này mới về nè. Này về theo kiểu quân đội nè, mình sơn theo ý thích đó. Quay cho bác xem nha. Bữa mình xuống sửa mình nói là anh thích cái này quá, anh sơn cho em rồi, nên anh sơn cho mình một cái quá đẹp. Đây là lá cờ Tổ quốc này mấy nha các bác. Rồi nay tiếp tục gửi tới các bác mấy cái vỏ tâm bản. Đây đây là cái vỏ ố lộn cái gì, cái xà lan cho cá ăn đây này, thấy không? Rồi đem qua đem quay cho các bác xem rõ hơn ha. Rồi bác nào liên hệ mua hàng liên hệ số điện thoại 02703948999 nha các bác. Rồi đây là xà lan cho cá ăn, đây đặt máy được luôn, đứng trên đây nè đó, để vài bao thức ăn lên là cứ văng xuống cho vuông cá vuông tôm nào các bác thích, bác cứ mua liên hệ cái sản phẩm này nha, thì cũng rẻ thôi chứ không có đắt đâu nha các bác. Rồi đây đặt máy được luôn nè nha, phía sau này vẫn để thức ăn được rất là chắc chắn luôn. Rồi mấy cái xuồng loại nhỏ cho một hai người đi là xuồng này đó. Rồi đây là vỏ xuồng câu vỏ lường á. Rồi tiếp tục về mấy cái thúng thùng rác á, có mấy bác đặt nè. Rồi tiếp tục nói đến năm nay thiết kế quá đẹp đó, có nắp luôn nha các bác. Con này quá chuẩn rồi, con này bác nào mà mua về đặt máy đứng lên là đúng bài luôn, sơn cái màu ưng hết sức không đó, quá đẹp chưa các bác. Rồi bác nào muốn mua hàng liên hệ số điện thoại là 02703948999 nha các bác. Đây em đó, đây. Rồi cảm ơn các bác đã xem video, xin chào các bác. Thì các bác nào thấy hay nhấn like kênh và đăng ký. Đây là công ty của bên em nha, chuyên phân phối máy nông nghiệp và xuồng composite các loại, cây dắt, xuồng thúng, thuyền thúng gì đều đủ là hết. Rồi xin cảm ơn các bác nhiều nha.